gian tươi sáng. Có bạn và có tôi với bao niềm mơ ước tràn đầy. Để bao nhiêu gian nan ngăn lối, nào cũng lướt qua khó khăn nhường ánh sáng mặt trời. Không ngại chi dù đêm tối, ta mặc quân thú ngăn lối, ta xả thân vì chính nghĩa. Oh yeah! Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa vời. Những gương mặt sáng bạn ơi, nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cả. Nào bạn ơi, cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe lên lên. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Trong câu chuyện của tập trước, Sam nói với Jack là muốn rời khỏi đội săn đêm tối. Sau khi bị Jack từ chối, Sam cướp Phoenix đi, bị thành viên đội săn đêm tối truy bắt. Sirius giúp đỡ Sam, cuối cùng thoát được vòng dây của đội săn và hứa sẽ tiếp tục sửa lại Phoenix. Khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc mở ra thời đại mới. Cộng sự mới của nhân loại, Hell siêu xe thông minh, sẽ được tập đoàn Hell công bố vào Chủ nhật tuần này. Wow, tuyệt quá, lại biết nói chuyện nữa đó. Mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem. Cuối tuần này phải đi xem thôi. Hay quá, wow. Ida, cậu biết không? William, có tin hot. Siêu gì ta? Theo siêu xe thông minh. William, cậu quá đáng rồi nha. Tỏ ra ngạc nhiên chút không được hả? Tập đoàn Heo công bố tin tức mới được một tiếng. Trên mạng đã hơn 100.000 lượt bình luận. Sao tớ giả vờ như không biết được chứ? Vậy Chủ nhật chúng ta cùng đến xem nha. Còn phải nói, tớ cũng đi. Tớ nữa. Tò mò chút thôi. Tớ không phải lúc nào cũng chỉ biết tới kiếm đâu. Nè nè, Leo, có phải cậu thích siêu xe nào khác rồi không? Kiếm sĩ như cậu sao dễ kích động quá vậy? Leo, cậu không hiểu. Không phải kích động, mà là ghen đó. Luffy mà tìm được robot nào thay thế tớ thi đấu thì tốt quá. Ida, Chủ nhật này cùng đi nha. Tớ không thích đâu. Hả? Sao lại không đi? Tớ Leo cũng đi mà. Theo siêu xe thông minh hả? Siêu xe thần thú thì có gì đáng xem? Các cậu đi mà xem đi. Hả? Không đi thì thôi. Sao hung hăng quá vậy? William, khi đi các cậu nhớ mang theo bộ đàm nha. Cậu là chỗ dựa cho mọi người đó. Nhớ lời tớ đó nha. Hả? Tại sao vậy? Chị Yami, trước đây chị không phải là một tay đua đó chứ? Chị lái xe ghê quá. Sirius, em quên rồi hả? Đi trễ không được vào đâu nha. Muốn trách thì do em dậy trễ thôi. Mấy đứa khác ngồi chắc nha, chị tăng tốc đó. Còn tăng tốc nữa sao?
Duffy, cậu đứng yên được không? Tớ chóng mặt quá. Đau, đau, đau. Hai cậu có sao không? Đỡ nhiều rồi. Tớ thì khác đó. Sirius, đi gần vậy mà em cũng bị say xe hả? Sau này chị đưa em đi học rồi cũng quen thôi à. Cái gì? Chị Yami, không được đâu. Theo siêu xe thông minh này, chắc tớ phải mua 10 con về để nghiên cứu lận đó. Xin cậu đó, mua về đừng bắt tớ coi đó nha. Tiền của tớ không mua đủ nửa con đâu. Các cậu định đứng đây nói chuyện tới khi nào không vào sao? Hả? À, chờ bọn tớ với. Nhiều người quá. Các cậu nhìn cái kia kìa. Đẹp quá. Đây đều là heo siêu xe thông minh sao? Tớ thấy Tiger còn đẹp hơn. Điểm này tớ hoàn toàn đồng ý. Tớ không nghĩ như cậu đâu nha. Ai thèm chứ. Tớ thấy hình trên bức màn này nhìn rất quen đó. Phải đó, tớ cũng thấy vậy. Gặp qua ở đâu rồi ta? Nhìn chung cũng không có chỗ nào giống siêu xe thần thú hết. Các cậu thấy có đúng không? Hả? Sao thay đổi sắc mặt hết trơn vậy? Tớ nói gì sai hả? Luffy, cậu nhìn nè. Giống quá vậy. Lẽ nào các siêu xe này đều có hình dạng như vậy sao ta? Không không, có chỗ không đúng. Bình tĩnh, nghe xem họ nói gì. Không biết Sirius bọn họ sao rồi. Mình phải làm sao đây? Lỡ họ đến hội trường và phát hiện ra sự thật, họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Không được, không thể do dự nữa. Mình không thể để chuyện đó xảy ra. Bác quản gia, mau chuẩn bị xe, cháu phải ra ngoài. Chào tất cả quý vị, tôi là Health, CEO của tập đoàn Health. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các vị thành quả đủ để thay đổi toàn nhân loại do tập đoàn chúng tôi phát minh. Health siêu xe thông minh. Chào cậu. Chào bạn. Wow, cậu chơi bóng giỏi quá. Cảm ơn. Cậu cũng vậy mà. Xin hỏi đây có phải là heo siêu xe thông minh không? Chức năng đối thoại là thứ được thiết lập đầu tiên, có đúng không vậy? Bạn phóng viên này hỏi đúng trọng tâm rồi đó. Đây chính là điểm mạnh nhất của heo siêu xe thông minh. Có năng lực tự ý thức quá trình trong giao tiếp. Thật đáng ghét. Siêu xe thông minh gì đó không phải là iBird sao? Quả nhiên không khác gì iBird. 100% là nó rồi. Dùng siêu xe thần thú cải tạo thành siêu xe, định lừa cả thế giới hả? Chúng ta có nên lật mặt bọn chúng không? Tớ phải lên đó nói sự thật cho mọi người biết. Bây giờ không thể lên được rồi. Phải nghĩ cách khác thôi. Trời ơi, 100 tệ quay làm rơi nè. Mọi người nghe cháu nói. Mấy đứa lại. Muốn làm gì đây? Nhóc con, thả ra.
Mọi người đừng để bọn chúng lừa. Heo siêu xe thông minh không phải là do tập đoàn Heo phát minh đâu. Chúng đã tồn tại từ trước rồi. Cậu nói heo siêu xe thông minh không phải do tập đoàn Heo phát minh. Còn nói chúng đã tồn tại từ trước rồi. Cậu có chứng cứ gì không? Phải đó, không có chứng cứ thì đừng làm loạn nữa. Đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đâu. Cháu có chứng cứ. Đó chính là... Không được, không thể nói ra Ragon. Chứng cứ đâu hả? Bảo vệ, bảo vệ. Qua đây đuổi mấy đứa nhỏ này ra ngoài đi. Đó. Định làm gì hả? Không được tới đây. Thả ra. Sirius. Thả ra, thả ra. Muốn đưa bọn cháu đi đâu chứ? Thả ra. Mong mình đến kịp. Tài xế, nhanh chút nữa đi. Anh Harris, ông chủ muốn đưa đám trẻ đó tới đấu trường. Để ta cho chúng biết thế nào mới là sức mạnh thật sự. Dragon có sao không? Không sao. Đáng ghét. Tớ sẽ ngăn heo lại. Ai đó? Hả? Người của đội săn? Sao bọn chúng lại ở đây? Lẽ nào có liên quan tới heo sao? Chắc chắn đó. Lần trước trên báo còn có hình của Sadek nữa. Không cần lo lắng, cũng không cần căng thẳng đâu. Harris, là ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Lẽ nào các ngươi không hứng thú với sức mạnh ít sao? Kẻ muốn theo đuổi sức mạnh như ngươi cũng không quan tâm hả? Đừng lôi ta vào bọn các ngươi. Ngươi nói vậy có ý gì? Muốn biết hả? Muốn biết thì theo ta. Hay là không có gan theo ta? Không giống siêu xe thần thú anh hùng chút nào hết. Sirius, đừng kích động. Có thể là bẫy đó. Nhưng nếu không đi thì không thể biết được âm mưu của bọn chúng đâu. Tớ phải liều thôi. Tớ hết cách với cậu rồi. Để tớ đi cùng cậu. Ai bảo cậu cứ thích sự tò mò của tớ chứ. Tinh thần chính nghĩa như tớ đây không bị ảnh hưởng đâu nha. Hả? Các ngươi thấy sao? Sau khi tiếp nhận quá trình cải tạo của sức mạnh X, sức chiến đấu và tính phục tùng của bọn chúng sẽ tăng lên nhiều lần. Thậm chí có thể trở thành siêu máy tính, có khả năng thay đổi cả thế giới này. Không cần nói nữa. Sao các người có thể làm vậy với siêu xe thần thú bọn ta chứ? Bọn ta cũng có tư duy và tình cảm của mình mà. Không sai. Mau thả những siêu xe thần thú đó ra. Luffy, tôi muốn quyết đấu với hắn. Đánh cho hắn không còn cái răng nào luôn. William, chúng ta phải cứu những siêu xe thần thú này. Hả? Mở cửa. Các người làm gì vậy? Leo, cẩn thận. Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Sadek, cho bọn chúng thấy sự lợi hại của sức mạnh XD.
Đừng hòng đắc ý. Liêu, phía sau để tớ lo. Cẩn thận đó, chúng ta lên. Không thể để mình Leo tiên phong được. Chúng ta cùng lên đi. Olavia, tới lúc ra tay rồi. Đánh bại hết bọn chúng thôi. Mặc dù khả năng thắng chỉ có 50%, nhưng phải xông lên. Tất cả cùng tấn công. Sirius, có sao không? Tớ không sao. Tiếp tục chiến đấu đi. Nhưng bọn chúng đông quá. Dù vậy cũng không được bỏ cuộc. Đó là thiếu niên 10 tuổi mạnh nhất thế giới mà. Chỉ dựa vào lũ các ngươi mà muốn đánh bại ta sao? Bản công vô ích thôi. Ta sẽ đánh các ngươi không còn manh giáp. Alo, William, cậu nghe tôi nói không? Alo, các cậu đang ở đâu? William, mọi người cố gắng lên, tôi đến cứu các cậu đây. Nguy rồi. Tiger, Horse, Olavia, Dragon. Sức mạnh. Trong câu chuyện của tập tiếp theo, trong dòng dây của các con siêu xe thần thú nổi điên, Reagan và các siêu xe thần thú cố gắng phản công. Không còn cách nào khác, phải phân thể thành siêu xe biến hình. Reagan và Tiger bị mất đi một nửa cơ năng. Liệu có thể thoát hiểm được không?